Chào các bạn, hiện bây giờ mình đang có mặt tại ngã ba Trung Lương các bạn, ngay dòng xe Trung Lương vào sáng ngày hôm nay, sáng ngày mùng 3 Tết các bạn, mùng 3 tháng Giêng. Các bạn có thể nhìn thấy là nước tại ngã ba Trung Lương sáng nay phải nói là rất là dữ các bạn. Độ sâu mình thấy là có thể là gần đến 1 mét luôn ở trong phía cái làng trong cùng. Hồi nãy mình có di chuyển qua và phải nói là rất là khó khăn mới qua được chỗ này các bạn. Nên là giờ các phương tiện bây giờ lấn vô cái làng của xe ô tô luôn. Bạn một cửa hàng bán bánh bao trên quốc lộ 60 cặp mé ngã ba Trung Lương. Đây là nước là do triều cường các bạn. Triều cường đầu tháng Giêng. Đây xe. Chiếc xe khách chạy qua phải tăng tốc các bạn để qua mới không có bị nước nhập trong cái gầm. Xe tải đây. Bây giờ xe máy là không có đi được trên cái làng này các bạn. Giờ ngập cái độ sâu này là khoảng 8 tấc các bạn. Có nơi ngập sâu khoảng 1 mét luôn. Xe máy đi qua rất là khó khăn bạn, nhiều xe với chết máy như thế này. Nhất là mấy chiếc xe tay ga các bạn. Cái ga đi lại rất là khó khăn. Mình thấy chiếc ô tô nãy giờ đậu đây chưa có đi qua được nè. Từ khu vực ngã ba Trung Lương đến cầu Trung Lương luôn nha các bạn. Thấy xe phải tăng tốc lên mới không bị nước ngập. Chị này chỉ buôn bán mà chị, các bạn thấy là ghế trôi luôn. Chiếc ô tô này cũng bị chết máy luôn rồi. Đây các bạn, chắc bộ luôn rồi. Tắt máy luôn hả anh? Không có tắt máy dẫn qua cho an toàn. Theo kinh nghiệm những cái video trước các bạn, đợt mình quay ở thành phố Hồ Chí Minh á, thì mọi người chia sẻ là xe không nên liều chạy qua mà phải tắt máy dẫn bộ. Lạnh quá trời luôn mà. Trời sáng là lạnh quá. Này. Xe tải rồi. Có xe chở rác, gom rác. Hiện bây giờ làng ngược lại, các bạn, làng ngược lại thì có đường tránh, tránh con đường ở gần đằng kia với con đường mà dẫn vô cầu Rạch Miễu mới, bạn, cầu Rạch Miễu 2 á, trải rắn Đồng Tâm để chúng ta ra quốc lộ 1. Nhập này mở cửa ra nước vô luôn nè. Ngập này trong cái gầm xe ngập mênh mông luôn rồi.
cái ô tô giờ kẹt ở đây luôn nè, giờ không đi đâu được, ra nó trôi đi đường khúc rồi nè. Quá trời nước luôn nè. Ủa tắt máy luôn hả gì chú? Trôi đi được khúc rồi bạn. Xe máy mình dắt được xe này giờ nó có người đẩy á. Ủa mấy tháng trước cũng có triều cường mà không có bị hả? Giờ là lần đầu tiên luôn. Dạ, à, vậy là hồi xưa không có bị hả vậy? Chén tô gì ở trong nhà nó dội hỏi đi ra vậy nè. Không nghe gì được. Cái này là mấy từ khuya là các chị phải thức dữ vậy hả? Tính canh tát nước dọn đồ nữa bạn. Đây cô bên đây cũng vậy nè. Cô bên đây nấu hủ tiếu mà giờ phải thức ghê dữ như vậy nè. Ở bông gì trời tùm lum luôn. Đây các bạn. Đây là tại quốc lộ đầu km đầu tiên của quốc lộ 60 nha các bạn. À, giao với quốc lộ 1 đây. Đây các bạn thấy bên ngoài nè. Giờ mấy chiếc xe này không dám chạy chậm nữa. Các bạn nhiều xe là phải dắt bộ. Rồi, đây tắt máy luôn rồi, tắt máy ngay giữa đường luôn rồi. Ở hồi nãy mình chạy qua rất là sợ các bạn, không dám để tắt máy, để số 2 chạy. Giờ không dám chạy xe nữa, giờ đi bộ vậy nè. À, bây giờ nước mình thấy là dâng rất là cao nha các bạn. Đây phía đây bên ngoài nè, thấy lượng nước là đẩy vào rất là nhiều. Rồi sóng đánh ngã xe luôn rồi bạn. Mà chạy chậm thì xe nó có nguy cơ bị chết máy các bạn. Nhưng xe của chú bên này giờ chưa có chạy đi được nè. Đồ đạc có sao không đây nữa. Bây giờ chủ nhà phải che chắn như thế này các bạn.
tràn vô nhà luôn hả cậu? Tại vì ngủ nghe gì được, đứng giữ không á hả? Đây bạn, nước gì nè, vừa có trong của có trắng lại rồi hả? Lấy chai nước trắng đỡ luôn. Vô luôn. Đây các bạn. Đây các cô phải trắng đỡ bằng những cái tấm dán rồi lấy đồ dằn lại như nè. Trắng ở trong mà vẫn vô luôn. Nãy hỏi mấy cô kia nói là từ nào vô đâu có ngập vậy hả? Từ giờ mấy chục năm nay. Dạ. Cái này chắc do triều cường hết cô. Con nghe mấy cô nói là đóng cái cống, nghĩ đóng cống cũng đâu có ảnh hưởng nhiều đâu cô. Đúng rồi, đóng cống á. Con cũng không biết sao nữa, sao kỳ quá trời nước vậy? Vô tới trong luôn rồi. Dạ. Thấy bên này như chú bên này cũng vậy nè, như ai cũng phải thất rồi giữ để cơi đồ lên bông qua gì đâu mà trôi đâu mất tiêu hết trơn. Nè cuối đây còn cô còn trồng qua nè. Đây các bạn, cái thềm ba nè, giờ nước ngập lên mấy tấc luôn vậy nè, còn cái đây vỉa hè thấp hơn nữa. Luôn rồi các bạn. Giờ có qua khỏi khúc này mới sửa xe được. Anh nên chở đồ quá trời luôn mà giờ cái gì nè. Rồi rác trời, nguyên cái thùng rác nè. Chỗ này mọi người buôn bán phải đứng giữ vậy bạn, sóng dập vô dỗ vô bị trôi. Còn đây ngân hàng có đây chỗ ngân hàng rồi, ngân hàng bạn, ở đây là quốc lộ 1 rồi các bạn. Và buổi tối thì có cảnh sát giao thông điều tiết các xe đi vòng bên kia, ở đây cũng số ít thôi. À đây ngân hàng Đông Á này bạn, ngân hàng Đông Á đây. Ở này là bông Tết nha. Giờ ô tô cũng bị chết máy nằm ngoài đường luôn, giữa đường luôn. Cho mọi người lên dòng xây đứng chờ nước rút bớt rồi được không ạ? À, giờ xe cứu hộ đang tới đây, xe cứu hộ nãy mình thấy là ở cầu Rạch Miễu nè. Hồi nãy còn chiếc màu trắng nữa, quý anh kéo về chưa? Con lương ngập ở trên, ngập luôn con lương luôn nè các bạn. Hình như nước thì cũng chưa có dấu hiệu sụt nha các bạn.
Chỗ này sáng sáng ngay dòng xe giờ tối quá. Sóng đánh quá trời luôn. Nước ra, nước ra. Thủ thủ nha. Đó. Ô tô qua cái là bị nguy cơ ngã xe nha các bạn. Vừa rồi mình cũng đã chia sẻ với các bạn những hình ảnh về trận ngập lụt vào đầu năm mới, năm Giáp Thìn 2024 tại khu vực Dòng Xây, ngã ba Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang vào sáng mùng 3 Tết. Video này mình cũng xin dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp. Đây là nước là do triều cường vào mùng 3 Tết.